Hello, hello, xin chào các anh em. Chào mừng các anh em đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Chắc rằng có khá nhiều anh em đang gặp khó khăn trong việc mua các cái thẻ game. Thì hôm nay mình sẽ làm ra cái video này để hướng dẫn anh em có thể mua tất tần tật các cái thẻ game hiện tại. Nhất là những cái thẻ game mà ít dùng, cũng khá chi là khó mua như là thẻ K, thẻ Kun, thẻ Gosu, thẻ One Card. Ok. Không những vậy mà chúng ta sẽ còn được hưởng lợi là được chiết khấu từ 3 đến 6,5% tùy theo từng loại thẻ game nhé. Và đương nhiên rồi, nếu mà anh em mà thấy cái video này của mình hữu ích thì hãy tặng cho mình một lượt đăng ký nhé. Like, share để cho nhiều anh em biết nhé. Ok thì mình sẽ không đòi quà các anh em nữa. Giờ bắt đầu mình đi vào thực hiện nhé. Nếu mà các bạn dùng Android thì các bạn sẽ vào CH Play. Anh em nào mà dùng iPhone thì sẽ vào App Store nhé. Mình dùng Android thì mình sẽ vào CH Play này. Anh em sẽ tải cho mình cái phần mềm là VTC Pay nhé. Rồi mình tiến hành cài đặt này. Chúng ta sẽ cài cái ví VTC Pay nhé. Và bây giờ nó đang cài đặt cái phần mềm này. Mình thấy cái ví VTC Pay này nó sẽ bao gồm tất cả các thẻ game nhé. Mà anh em không lo là thiếu thẻ game nào. Ok, mình bắt đầu mở lên này. Đó thì đây là những cái màn hình giới thiệu của VTC Pay thôi. Anh em có thể đọc và lướt qua. Ok, giờ mình bấm tích này. Bây giờ nếu mà anh em nào mà có sẵn tài khoản rồi thì anh em chỉ việc đăng nhập vào thôi. Đương nhiên nếu mà anh em nào mới thì đương nhiên phải đăng ký rồi. Mình sẽ bấm vào đăng ký ngay nhé. Bây giờ chỗ này mình sẽ điền cái số điện thoại của mình chính mình vào nhé. Trong trường hợp đây là mình sẽ dùng cái số này để đăng ký cho các bạn coi. Rồi mình sẽ bấm hoàn tất nhé. Bây giờ mình sẽ bấm vào tiếp tục này. Họ và tên thì mình sẽ điền họ và tên của chính mình vào nhé. Trong trường hợp này mình ví dụ thôi. Mật khẩu ở đây thì để bảo mật ra thì anh em cần điền chữ viết hoa, chữ viết thường, số và các ký tự đặc biệt nhé. Trường hợp của mình thì mình đơn giản thôi. Mình sẽ đặt cài đặt cho nhanh thôi. Ok, các bạn bấm hoàn tất này và bấm tiếp tục nhé. Đó, giờ anh em sẽ nhập cái mã VTC Pay nó gửi về nhé. Mình sẽ nhập cái mã kích hoạt vào đây. Kéo xuống xem lại này. 112169. Mình điền vào mã kích hoạt nhé. Ok, thì nó báo là kích hoạt thành công. Như vậy là mình đã hướng dẫn anh em đăng ký xong cái tài khoản VTC Pay này nhé. Đó thì đây là cái giao diện chính của VTC Pay. VTC Pay này cũng hỗ trợ tương đối là nhiều chức năng. Việc tiếp theo của anh em sẽ là cần nạp tiền vào ví này. Vì số dư của mình đang là 0. Mình bấm vào nạp tiền này. Ở đây ví dụ mình sẽ nạp vào là 50.000 nhé. Tiếp theo ở dưới là cái nguồn tiền thì các bạn sẽ chọn cho mình vào thẻ ngân hàng nhé. Ok, thì ở đây nó hỗ trợ là tương đối là nhiều ngân hàng nội địa. Thì các bạn có tài khoản của ngân hàng nào thì các bạn sẽ chọn vào tài khoản của ngân hàng đó nhé. Như ví dụ của mình là sẽ chọn là Vietcombank vì mình đang có thẻ Vietcombank. Ok, thì màn hình này hiện lên thì nó báo là cái số tiền các bạn nạp là 50.000. Và phí giao dịch sẽ là 1.500 này. Tổng tiền mà chúng ta bị trừ ở tài khoản Vietcombank này của mình sẽ là 51.554 đồng. Ok, mình bấm xác nhận nhé. Ở đây nó sẽ hiện lên là cái cổng giao dịch qua cổng thanh toán của LastPass. Thì tốt nhất là cái thẻ ATM của chúng ta, tốt nhất là cái tài khoản ngân hàng của chúng ta cần đăng ký cái dịch vụ Internet Banking này. Rồi là cái dịch vụ mà giúp chúng ta có thể chuyển tiền ngay trên điện thoại của mình. Thì như vậy là rất tiện lợi cho các bạn giao dịch về sau. Ok, bây giờ thì mình sẽ kéo xuống phần dưới nhé. Và mình điền cái thông tin thẻ của mình vào nhé. Ở đây thì có 3 cái thông tin mà các bạn cần điền vào. Đó là số thẻ này. Thì nó sẽ in được nó sẽ được in ở trên thứ hai là họ và tên chủ thẻ. Nó cũng được in ở trên thẻ của mình. Thứ ba là cái ngày hiệu lực. Thì tất cả những cái thông tin này nó đều được ghi trên thẻ ATM rồi. Thì các bạn chỉ cần nhìn vào thẻ ATM và nhập vào thôi nhé. Ở cái mục này thì nó là thông tin cá nhân nên các bạn cho phép mình được share cái thông tin này nhé. Mình lưu ý anh em là cái mục họ tên thì chúng ta sẽ điền là không dấu nhé. Và cái mục ngày hiệu lực đó thì các anh em sẽ điền cho mình cái theo đúng cái định dạng mà nó yêu cầu nhé. Ok, thì sau khi điền 3 cái thông tin này xong thì mình sẽ bấm vào tiếp tục nhé. Bây giờ thì sẽ có một cái tin nhắn về cái điện thoại mà lắp cái sim chúng ta đăng ký cái dịch vụ banking của ngân hàng chúng ta sử dụng nhé.
Bây giờ mình sẽ điền cái mã OTP vào nhé. Ok, sau khi mình nhập cái mã OTP, giờ mình sẽ bấm vào tiếp tục nhé. Đó thì nó báo là giao dịch thành công rồi. Và tài khoản của mình được nạp cái số tiền là 50.000. Cũng có một cái tin nhắn là trừ cái thẻ của mình là bị trừ 51.554 đồng. Bây giờ mình sẽ đi về trang chủ nhé. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái số dư của mình đang là 50.000 đồng. VTC Pay này cũng hỗ trợ khá chi là nhiều dịch vụ. Nhưng mà mình sẽ không đi lan man nhé. Mình sẽ không lan man đi vào các cái thành phần kia. Mà mình sẽ tập trung vào là hướng dẫn anh em mua tất cả các thẻ game nhé. Bây giờ mình sẽ vào cái mục là game online này. Đó thì ở đây nó sẽ có hai tab là tab nạp game và tab mã thẻ game. Tab nạp game thì nó sẽ hỗ trợ các bạn nạp theo game này. Thì ở đây có 3 game được hỗ trợ là game New Gunbound, Phục Kích và Audition 2. Tiếp theo là nó sẽ hỗ trợ nạp theo tài khoản. Thì mình có thể nạp Vcoin này, nạp OneCard, nạp VSU, nạp GG và nạp ClipVN nhé. Ok, thì mình bắt đầu chuyển sang cái chính của chúng ta sẽ là chuyển sang mã thẻ game này mà anh em nhiều anh em quan tâm. Thì ở đây nó hỗ trợ hầu như hết là tất cả các thẻ game có ở thời điểm hiện tại, kể cả những cái thẻ game mà mình thấy là ít dùng mà anh em rất chi là khó mua, ví dụ như là K này, thẻ Kun này, thẻ Gosu này, thẻ OneCard nhá. Mình thấy bốn cái thẻ đấy là mọi người anh em tương đối là khó mua. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vào xem chiết khấu của từng thẻ game này như nào nhé. Đây, ví dụ giờ mình bấm vào thẻ Vcoin này. Đó thì Vcoin sẽ chiết khấu cho anh em mình là 5%. Ví dụ mà mình mua cái thẻ 100.000 thì chúng ta chỉ mất là 95.000 thôi nhé. Thẻ K này cũng sẽ chiết khấu cho mình là 5%. Thẻ Zing chiết khấu là 3,5% này. Thẻ Gala chiết khấu của cho mình là 3%. Thẻ Kun sẽ chiết khấu cho mình là 5%. Thẻ Gosu 5%. Thẻ Phan Cạc 5%. Thẻ Soha Coin 5%. Thẻ Scoin 5%. Thẻ Gate 5%. Thẻ Apota 6%. Và thẻ OneCard là 6,5%. Thì như vậy là cái mức chiết khấu của các thẻ game này là sẽ từ 3 đến 6,5% nhé. Đa số là 5%, chỉ có thẻ OneCard là chiết khấu cao nhất là 6,5%. Thẻ Gana là chiết khấu thấp nhất là 3%. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mua cái thẻ game tương đối là khó mua nhé. Thì mình sẽ mua cái thẻ Gosu chẳng hạn. Mình sẽ mua một cái thẻ 20.000 đi. Mình sẽ mua cái thẻ 20 nhé. Đó thì 20.000 các bạn sẽ được chiết khấu là 1.000 nhé. Tức là nó sẽ trừ ví của mình là 19.000. Mình xác nhận này. Đó, ok, mình xác nhận nhé. Đó, sẽ có một cái mã ODP đã gửi về số điện thoại của mình. Các bạn chờ một chút nhé, để cái mã này nó về. Rồi, mình sẽ điền là 663662. Ok, thì cái ví của mình vừa bị trừ 19.000 rồi. Nó thông báo vậy. Và đây là cái thông tin mà cái thẻ game Gosu 20.000 nó hiện lên màn hình. Mã thẻ này, series hạn sử dụng. Thì mình sẽ có cái phần quà là các bạn nào mà đăng ký kênh này, comment đầu tiên nhé. Quan trọng là comment đầu tiên. Thì mình sẽ gửi cho bạn đó cái thẻ Gosu 20.000 này nhé. Thì nó cũng chỉ là cái phần quà nhỏ thôi. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách mua tất tần tật các cái loại thẻ game ngay trên chính điện thoại của mình. Và các bạn nhớ tặng quà mình nhé, bằng một lượt đăng ký. Các bạn hãy bấm vào cái logo ngay trên màn hình này. Sau đó bấm vào đăng ký kênh để theo dõi những chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Mình cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.